Miss Grand 2023 thí sinh té ngã vì phải thi dưới mưa, một người đẹp bức xúc tố ban tổ chức vô trách nhiệm. Ban tổ chức Miss Grand International 2023 đang hứng trọn gạch đá từ fan sắc đẹp trên toàn thế giới khi phần thi Best in Swimsuit vừa diễn ra mới đây bị nhận xét là quá vô trách nhiệm, bất chấp cho thí sinh thi dưới trời mưa quá nguy hiểm. Đấu trường nhan sắc Miss Grand International 2023, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế đang dần bước vào những phần thi khốc liệt nhất. Hơn 70 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới đang vô cùng quyết tâm, thể hiện hết mình để cùng hướng đến mục tiêu cao nhất là chiếc vương miện cao quý. Năm nay cuộc thi lại được đăng cai tổ chức tại Việt Nam. Chính vì thế, truyền thông Việt Nam những ngày qua đang không ngừng sôi sục bởi Miss Grand International. Sau khi trải qua hai địa điểm ở Hà Nội và Hạ Long thì các thí sinh của Miss Grand International 2023 cũng vừa được hạ cánh đến Đà Nẵng. Bước vào phần thi quan trọng là Best in Swimsuit. Đây là phần thi hàng năm đều được tổ chức nơi các thí sinh có thể khoe trọn đường cong cơ thể, tung những kỹ năng trình diễn đến ban giám khảo và các fan sắc đẹp. Dù đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, các thí sinh cũng đã sẵn sàng mọi thứ để bước vào phần thi. Tuy nhiên, sáng ngày 12 tháng 10, địa điểm tổ chức Best in Swimsuit tại Đà Nẵng lại gặp bất lợi về thời tiết. Theo dự kiến, phần thi sẽ được bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, vì mưa liên tục không ngớt nên ban tổ chức đã phải dời sang 12 giờ trưa. Tuy vậy, thời tiết vẫn âm u, mưa tuy có nhỏ nhưng không ngớt, sàn thi trơn trượt vô cùng nguy hiểm cho các thí sinh, đặc biệt là phải mang giày cao gót. Đây cũng là nguyên nhân khiến các fan sắc đẹp Việt lẫn thế giới đang không ngừng la ó. Hàng loạt người đẹp đã gặp những trục trặc trong phần trình diễn của mình. Vì ảnh hưởng sàn trơn, nhiều người đẹp tuy có kỹ năng tốt nhưng vẫn rất khó để kiểm soát những bước catwalk của mình. Hàng loạt cú ngã điếng người đã xảy ra, khán giả khi xem đều phải xanh mặt, xót xa cho các thí sinh này. Thí sinh có cú ngã đau đớn nhất đang được nhắc đến nhiều nhất là đại diện Cộng hòa Dominica, Scamari. Theo đó, dù được đánh giá cao từ hình thể, năng lượng tự tin đến những bước đi đầy cuốn hút, nhưng người đẹp khi bước lên sàn trơn thì vẫn không tránh khỏi sự cố. Cô té ngã mạnh, phần thân đập thẳng xuống sàn, ai khi xem cũng phải xót xa. Ngoài đại diện của Cộng hòa Dominica thì hàng loạt thí sinh khác cũng gặp trường hợp tương tự. Điều này đã khiến phần thi Best in Swimsuit năm nay trở nên vô cùng hỗn loạn, mất đi sự chuyên nghiệp quen thuộc ở mọi năm. Ngay sau khi kết thúc buổi thi, hàng loạt bình luận thể hiện sự phẫn nộ đã tràn lan trên cõi mạng. Một người đẹp cũng đã bức xúc, không nhẫn nhịn và ra mặt tố thẳng tổ chức Miss Grand International là vô trách nhiệm, không xem trọng sự an toàn của các thí sinh, trời mưa nhưng vẫn bất chấp tổ chức. Theo đó, cô gái lên tiếng không ai xa lạ chính là Á hậu 2, Miss Universe 2022, Andrena Martinez. Cụ thể, nàng hậu đã bức xúc đăng lên story cá nhân nói thẳng một sự vô trách nhiệm lớn từ Miss Grand International, sai lầm trầm trọng. Cũng từng là thí sinh dự thi Hoa hậu ở thế giới, hơn ai hết cô hiểu rõ được tầm quan trọng của việc ban tổ chức một cuộc thi phải xem trọng sự an toàn cho những thí sinh. Lời tố này của nàng hậu đã nhận về nhiều sự hưởng ứng từ fan sắc đẹp. Nhận thấy sự bất cập trong phần thi Best in Swimsuit vừa được diễn ra mới đây, thì Mr. Nawaz, ngài chủ tịch của Miss Grand International mới đây cũng đã đưa ra thông báo mới. Cụ thể, ông cho biết phần thi vừa qua sẽ được hủy bỏ. Đêm thi Best in Swimsuit sẽ được tổ chức lại vào 7 giờ tối ngày 14 tháng 10 tới. Đây cũng được xem là cơ hội cho những thí sinh gặp sự cố thể hiện lại bản thân. Riêng về đại diện Việt Nam Lê Hoàng Phương, dù gặp thời tiết bất lợi nhưng cô đã trình diễn khá tốt, không có sự cố nào xảy ra. Việc thi lại nếu trong thời tiết ổn định hơn thì người hâm mộ tin rằng cô cũng sẽ dễ dàng vượt qua.